khí chất là gì? Ung dung điềm tĩnh là phong thái cần thiết của đàn ông. Khí chất là gì? Phong độ là gì? Phong thái ung dung điềm tĩnh chính là không hoảng hốt, dao động trước khó khăn nguy hiểm, cũng là tố chất rất cần thiết đối với người đàn ông và cũng là yếu tố thể hiện phong độ, đẳng cấp và bản lĩnh của đàn ông. Khí chất là gì? Người đàn ông dám coi thường hiểm nguy, dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt, cũng không biến đổi sắc mặt, luôn giữ vững niềm tin, dũng khí và năng lực hành động lớn, dám xông pha gian khổ, không ngừng tiến lên. Tăng Kỷ Trạch là con trai của Tăng Quốc Phiên, khí chất đàn ông ngời ngời, ngay từ tuổi ấu thơ đã bộc lộ tài năng, nói năng lưu loát, khí phách hơn người. Nhưng trong quá trình dạy dỗ con trai, Tăng Quốc Phiên luôn luôn nhấn mạnh rằng, phải nắm cho được phép tiến thoái, một cách thức thời. Điều gì tạo nên khí chất của đàn ông? Thái độ ung dung điềm tĩnh là khí chất đàn ông cần phải có. Nó không tự nhiên được sinh ra, nó cần phải có thời gian rèn luyện và cảm ngộ. Trên đời có những kiểu đàn ông, mặt không biến sắc, cho dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt, được người đời mệnh danh là mẫu người ung dung, điềm tĩnh. Đây cũng chính là mẫu đàn ông có khả năng gánh vác được việc giang sơn. Nói chung người ta hay có cách nhìn lệch lạc đối với dạng đàn ông này, cho rằng loại người đó làm việc gì cũng chậm rãi, lề mề, thiếu tinh thần trách nhiệm, và không biết lo xa trước các nguy cơ hiểm họa. Thật ra sau khi người ta từng trải, tích lũy được nhiều vốn sống, thì mới thấy rằng, họ chính là những con người rất được việc, khi đã thực sự bắt tay vào làm. Để trả lời cho câu hỏi, khí chất là gì, mời các bạn ngược dòng lịch sử. Chúng ta cùng đọc câu chuyện dưới đây. Ngày xưa khi Chu Văn Vương đến Đô Thành, để gặp bạo chúa vua Chủ nhà Thương, bị vua Chủ bắt giam trong ngục tối, có nguy cơ mất mạng. Con trai Văn Vương là Bá Dịch Khảo nghĩ cách cứu cha, bèn đưa biếu vua Chủ ba vật phẩm quý hiếm. Nhưng cũng bị rơi vào họa lớn, bị vua Chủ băm thây thành trăm mảnh, rồi đem nấu cháo cho Chu Văn Vương ăn, để xem thái độ của ông này thế nào. Văn Vương biết rõ là đang ăn thịt con trai, thế mà vẫn không ngớt lời cảm ơn vua Chủ, nhờ vậy mà thoát nạn. Sau khi trở về Tây Kỳ, Văn Vương ra sức xây dựng lại đất nước, cuối cùng đã lật đổ được ách thống trị của vua Chủ, hoàn thành nghiệp bá. Cách nhìn nhận của giới tâm lý học, đối với dạng đàn ông ung dung điềm tĩnh này, cũng có bước chuyển biến tương đối lớn. Kết quả nghiên cứu thời kỳ đầu cho rằng, đó chính là biểu hiện kém năng lực, hoặc gần giống như những người vô học, hay lẩn thẩn. Nhưng ngày nay, người ta lại cho rằng, đó chính là những cao thủ, về lĩnh vực điều chỉnh tâm trạng, họ tỏ ra rất vững vàng, khi xử lý những tình cảm tiêu cực. Có cảm tưởng như họ không nghe, không thấy. Các nhân vật hiệp khách cô đơn, trong phim Cao Bồi Miền Tây nước Mỹ, thuộc dạng người này. Khi họ đối mặt với gián độc, hay họng súng của kẻ thù, họ vẫn tỉnh bơ như không, có vẻ như họ trở thành siêu nhân, nhờ coi khinh hiểm nguy. Nên họ giữ được dũng khí và trí tuệ, cũng như duy trì được khả năng hành động. Họ hiên ngang đi vào nơi lửa đạn, không bao giờ lùi bước. Thực ra, trước hiểm họa, bất kỳ ai cũng có biểu hiện khiếp sợ, tim đập nhanh, vã mồ hôi, huyết áp tăng cao. Nhưng với những người điềm tĩnh, người đàn ông có khí chất cao, họ cố tình không thể hiện điều đó. Theo con số thống kê, tỷ lệ người hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình trong mọi tình huống, chỉ chiếm 1/60. Nếu xét về mặt lý thuyết, thì có thể thông qua rèn luyện để thực hiện được yêu cầu này, nhất là trẻ nhỏ, sau khi trưởng thành, sẽ là những người lạnh lùng như băng giá, không thể hiện tình cảm trên nét mặt trong mọi tình huống. Nhìn chung, những người thành đạt, rất giỏi khống chế tình cảm, kiểm soát cảm xúc, vì ngay từ nhỏ, họ đã nuôi chí lớn rồi, và suốt đời phấn đấu để biến chí hướng thành hiện thực. Dạng người này không bao giờ tự giày vò làm khổ tâm trạng mình, tâm hồn họ luôn luôn vui vẻ, hăng hái, họ ngăn chặn không cho sức ép tác động đến mình, ngay cả khi ngồi yên không hành động, thì cũng suy nghĩ về những đề tài làm cho mình vui, xem xét cho kỹ, thì họ là những con người biết cách làm chủ bản thân. Thái độ ung dung điềm tĩnh, không hoảng hốt, dao động trước khó khăn nguy hiểm, chính là tố chất rất cần thiết đối với người đàn ông. Và đây cũng là đặc điểm quan trọng để phân biệt người đàn ông có bản lĩnh và người đàn ông bình thường. Khí chất là gì? Ung dung điềm tĩnh là phong thái cần thiết của đàn ông.
Khí chất là gì? Phong độ là gì? Phong thái ung dung điềm tĩnh chính là không hoảng hốt, dao động trước khó khăn nguy hiểm, cũng là tố chất rất cần thiết đối với người đàn ông và cũng là yếu tố thể hiện phong độ, đẳng cấp và bản lĩnh của đàn ông. Khí chất là gì? Người đàn ông dám coi thường hiểm nguy, dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt, cũng không biến đổi sắc mặt, luôn giữ vững niềm tin, dũng khí và năng lực hành động lớn, dám xông pha gian khổ, không ngừng tiến lên. Tăng Kỷ Trạch là con trai của Tăng Quốc Phiên, khí chất đàn ông ngời ngời, ngay từ tuổi ấu thơ đã bộc lộ tài năng, nói năng lưu loát, khí phách hơn người. Nhưng trong quá trình dạy dỗ con trai, Tăng Quốc Phiên luôn luôn nhấn mạnh rằng, phải nắm cho được phép tiến thoái, một cách thức thời. Điều gì tạo nên khí chất của đàn ông? Thái độ ung dung điềm tĩnh là khí chất đàn ông cần phải có. Nó không tự nhiên được sinh ra, nó cần phải có thời gian rèn luyện và cảm ngộ. Trên đời có những kiểu đàn ông, mặt không biến sắc, cho dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt, được người đời mệnh danh là mẫu người ung dung, điềm tĩnh. Đây cũng chính là mẫu đàn ông có khả năng gánh vác được việc giang sơn. Nói chung người ta hay có cách nhìn lệch lạc đối với dạng đàn ông này, cho rằng loại người đó làm việc gì cũng chậm rãi, lề mề, thiếu tinh thần trách nhiệm, và không biết lo xa trước các nguy cơ hiểm họa. Thật ra sau khi người ta từng trải, tích lũy được nhiều vốn sống, thì mới thấy rằng, họ chính là những con người rất được việc, khi đã thực sự bắt tay vào làm. Để trả lời cho câu hỏi, khí chất là gì, mời các bạn ngược dòng lịch sử. Chúng ta cùng đọc câu chuyện dưới đây. Ngày xưa khi Chu Văn Vương đến Đô Thành, để gặp bạo chúa vua Chủ nhà Thương, bị vua Chủ bắt giam trong ngục tối, có nguy cơ mất mạng. Con trai Văn Vương là Bá Dịch Khảo nghĩ cách cứu cha, bèn đưa biếu vua Chủ ba vật phẩm quý hiếm. Nhưng cũng bị rơi vào họa lớn, bị vua Chủ băm thây thành trăm mảnh, rồi đem nấu cháo cho Chu Văn Vương ăn, để xem thái độ của ông này thế nào. Văn Vương biết rõ là đang ăn thịt con trai, thế mà vẫn không ngớt lời cảm ơn vua Chủ, nhờ vậy mà thoát nạn. Sau khi trở về Tây Kỳ, Văn Vương ra sức xây dựng lại đất nước, cuối cùng đã lật đổ được ách thống trị của vua Chủ, hoàn thành nghiệp bá. Cách nhìn nhận của giới tâm lý học, đối với dạng đàn ông ung dung điềm tĩnh này, cũng có bước chuyển biến tương đối lớn. Kết quả nghiên cứu thời kỳ đầu cho rằng, đó chính là biểu hiện kém năng lực, hoặc gần giống như những người vô học, hay lẩn thẩn. Nhưng ngày nay, người ta lại cho rằng, đó chính là những cao thủ, về lĩnh vực điều chỉnh tâm trạng, họ tỏ ra rất vững vàng, khi xử lý những tình cảm tiêu cực. Có cảm tưởng như họ không nghe, không thấy. Các nhân vật hiệp khách cô đơn, trong phim Cao Bồi miền Tây nước Mỹ, thuộc dạng người này. Khi họ đối mặt với gián độc, hay họng súng của kẻ thù, họ vẫn tỉnh bơ như không, có vẻ như họ trở thành siêu nhân, nhờ coi khinh hiểm nguy. Nên họ giữ được dũng khí và trí tuệ, cũng như duy trì được khả năng hành động. Họ hiên ngang đi vào nơi lửa đạn, không bao giờ lùi bước. Thực ra, trước hiểm họa, bất kỳ ai cũng có biểu hiện khiếp sợ, tim đập nhanh, vã mồ hôi, huyết áp tăng cao. Nhưng với những người điềm tĩnh, người đàn ông có khí chất cao, họ cố tình không thể hiện điều đó. Theo con số thống kê, tỷ lệ người hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình trong mọi tình huống, chỉ chiếm 1/60. Nếu xét về mặt lý thuyết, thì có thể thông qua rèn luyện để thực hiện được yêu cầu này, nhất là trẻ nhỏ, sau khi trưởng thành, sẽ là những người lạnh lùng như băng giá, không thể hiện tình cảm trên nét mặt trong mọi tình huống. Nhìn chung, những người thành đạt, rất giỏi khống chế tình cảm, kiểm soát cảm xúc, vì ngay từ nhỏ, họ đã nuôi chí lớn rồi, và suốt đời phấn đấu để biến chí hướng thành hiện thực. Dạng người này không bao giờ tự dày vò làm khổ tâm trạng mình, tâm hồn họ luôn luôn vui vẻ, hăng hái, họ ngăn chặn không cho sức ép tác động đến mình, ngay cả khi ngồi yên không hành động, thì cũng suy nghĩ về những đề tài làm cho mình vui, xem xét cho kỹ, thì họ là những con người biết cách làm chủ bản thân. Thái độ ung dung điềm tĩnh, không hoảng hốt, dao động trước khó khăn nguy hiểm, chính là tố chất rất cần thiết đối với người đàn ông. Và đây cũng là đặc điểm quan trọng để phân biệt người đàn ông có bản lĩnh và người đàn ông bình thường.